Một trong những blogger nổi tiếng của Việt Nam vừa bị bắt vì điều 88, tuyên truyền chống phá nhà nước. Trường hợp mới nhất trong loạt bắt bớ và tuyên án các nhà hoạt động khiến hồ sơ nhân quyền của Hà Nội tiếp tục bị lưu ý. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, bị công an khám xét nhà, thu giữ một số tài sản và giải đi trưa nay từ nhà riêng ở Nha Trang. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Quỳnh. 11 giờ rưỡi thì chúng tôi vừa dọn cơm ra thì thấy công an rất là nhiều ập vào. Họ đọc lệnh bắt con tôi và lệnh khám nhà, lấy đi những điện thoại rồi máy vi tính và lấy đi hai cái iPad của cháu tôi. Bà Lan cho hay trước khi lên xe công an, cô Quỳnh nhờ bà liên lạc với luật sư và cô sẽ giữ quyền im lặng cho tới khi được gặp luật sư. Bà Lan nói con bà bị nhắm mục tiêu, bị trấn áp, đe dọa kể từ khi công khai thể hiện quan điểm trái chiều với nhà nước về vấn đề chủ quyền biển đảo. Và lệnh bắt cô Quỳnh ngày hôm nay có liên quan tới các hoạt động của cô đòi xử lý minh bạch thảm họa ô nhiễm môi trường miền Trung do Formosa gây ra. Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam không xa lạ với giới bất đồng chính kiến trong nước và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới, với rất nhiều bản án hạ uy tín nhân quyền của Hà Nội, gây chú ý công luận. Theo các nhà quan sát, vụ bắt giữ Như Quỳnh ngày hôm nay có thể là một tín hiệu cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đang vực dậy các điều luật bị chỉ trích như 88 hay 79 để trấn áp bất đồng sau vài năm tạm ngưng do áp lực quốc tế. Một nhà vận động xã hội dân sự trong nước, anh Hoàng Dũng, thành viên phong trào Con đường Việt Nam. Cái chuyện bị bắt mới này nó sẽ chỉ dừng lại khi mà Việt Nam thay đổi, tức là cộng sản độc tài nó không còn nữa chị ạ. Những người hoạt động trong nước cần phải tiếp tục tập trung vào cái việc là yêu cầu xóa bỏ những cái điều luật bất công trong bộ luật hình sự, thức tỉnh những người trong nước và lan tỏa cái tinh thần đấu tranh cho càng nhiều người càng tốt. Mẹ của cô Như Quỳnh chia sẻ nguyện vọng. Xin hãy cho chúng tôi được quyền nói, chúng tôi không làm gì vi phạm luật pháp. Những điều mà chúng tôi nói là ích lợi cho mọi người. Xin hãy giúp chúng tôi được làm người, được phát biểu về những cái suy nghĩ của mình, chứ không phải câm lặng cúi đầu mà đi trong bóng tối nữa. Xin Đài Hoa chuyển những cái lời khẩn thiết của tôi đến với thế giới để họ biết rằng chúng tôi đã bị sống trong sợ hãi và sống trong cái sự khủng bố. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một thành viên chủ chốt của mạng lưới blogger Việt Nam, năm ngoái được tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Civil Rights Defenders có trụ sở ở Thụy Điển vinh danh vì những đóng góp bảo vệ dân quyền, nhân quyền trong nước. Cô bắt đầu viết blog với bút danh Mẹ Nấm từ năm 2006, dùng truyền thông xã hội để lên tiếng cho những bất công, tham nhũng và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.